Chào các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ thực hiện sứ mệnh 387 nha các bạn ơi. Trước khi vào game thì bạn nào chưa đăng ký kênh hay đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ ở sứ mệnh này thì mình sẽ nâng cấp các chiến binh trước đó các bạn ơi. Tình hình là mình nhìn sơ qua thì không có kiếm sĩ và phù thủy các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình sẽ đầu tư vào các thợ mỏ để đào vàng để mình mua các chiến binh còn lợi hại hơn cả kiếm sĩ và phù thủy nhé các bạn. Bây giờ thì bên mình đã có một chiến binh cầm cung rồi các bạn ơi. Quân địch thì có 3 người đang nghênh chiến các bạn ạ. Và để cho thêm phần hấp dẫn thì mình sẽ mua thêm các cung thủ nhé các bạn ơi. Đâu rồi, các cung thủ lên nào. Đúng rồi. Để cho các cung thủ lên rồi chiến đấu nha các bạn. Bây giờ mình mua thêm 2 người khổng lồ luôn các bạn. Thêm lính giáo luôn các bạn ơi. Chuẩn bị tấn công nó nha em ơi. Đâu rồi nhỉ, đâu rồi nhỉ. Đấy, 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 hai ông khổng lồ này anh em. Rồi, tấn công. Quân địch coi có khổng lồ để chống trả không chứ. Quân địch mà không có khổng lồ là dễ bị bại trận lắm anh em ạ. Bắn nó đi, đúng rồi. Đó, 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 lui quân, quân địch lui quân rồi anh em ơi. Giờ vào đập tường đây. Lỡ rồi chơi lớn nào, không lui nữa. Ây chà, nó ra nhiều quá anh em ạ. Từ từ đã chứ đập bây giờ là nguy hiểm quá anh em ơi. Để cho quân địch nó đang hung hăng anh em ạ. Quay lại chiến luôn. Đáng máu. Đúng rồi. Chiến đi, chiến đi. Khổng lồ đập nó nào. Dám đánh cả khổng lồ luôn à. Đâu rồi, đâu rồi. Anh em lên chờ chiến khổng lồ nào. Đấy, đấy. Sao mà sống sót được qua tay khổng lồ được nhở. Còn thằng nào nữa không, còn thằng nào nữa không. Để anh lên anh đập tường nào. Đâu rồi, đâu rồi. Ai chà, mẹ được binh đoàn khổng lồ luôn anh em ạ. Thấy gì chưa, một binh đoàn khổng lồ luôn. Chiến tường nó nào anh em ơi, chiến tường nó nào, đập tường nó, đúng rồi. Phán tường kiểu đó thì sao mà chịu nổi. Đó, đó, các bạn thấy chưa, anh em thấy chưa. Đó, đập tường mà cơ đó thì làm sao mà chống nổi. Ba ông lực lượng như thế kia đập tường thì làm sao mà quân địch chống được. Ấy chắc, quân địch có người khổng lồ người màu đỏ đấy anh em ơi. Người khổng lồ, nhưng mà không ăn thua. So với người khổng lồ của quân mình thì quân địch không thể nào mà chống được anh em ạ. Quân địch nó, người khổng lồ nó to hơn nhưng mà nó không thể bằng người khổng lồ đen bên mình được anh em ơi. Người khổng lồ cây thì bắt nào ra bắt đó như thế làm sao mà chống được. Còn mấy đầu hai ông ba ông luôn rồi anh em ơi. Một ông nữa, bốn đầu ba ông rồi anh em. Đấy, vẫn còn trợ chiến mà. Lo gì đấy, thằng nào chống nữa. Mua thêm một anh khổng lồ đấy anh em ơi. Giờ là vào phang tượng đấy chứ bên quân địch còn ai nữa đâu. Đúng rồi, đập tường nó đi. Còn thằng nào ra đây anh đập nốt nào. Phang tượng nó nào, thấy chưa anh em thấy chưa. Giờ thì làm sao mà chống nổi. Đấy. Mày này. Tình hình kiểu này là tường sẽ bị phá hủy thôi anh em ạ. Bây giờ hiện tại bây giờ là không có quân địch, không có ai mà chống nổi hết anh em ơi. Vậy là sứ mệnh này có vẻ mình là hoàn thành một cách nhanh chóng anh em ạ. Rồi để mình xong màn này mình qua sứ mệnh khác mình chơi cho anh em xem nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đập mày, đập nó đi. Này này, đập nó đi. Đó, anh em thấy chưa. Vậy là sứ mệnh này mình đã hoàn thành rồi anh em ạ. Bây giờ mình qua sứ mệnh khác nhá. Sứ mệnh này là sứ mệnh 347 đi anh em. Và trước khi vào sứ mệnh thì mình nâng cấp các chiến binh trước. Vẫn là một cái màn hết sức là quen thuộc anh em ạ. Những chiến binh nào mình hay dùng thì mình sẽ nâng cấp trước anh em ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Vào việc anh em ơi. Phá hủy tượng địch. Nhìn được khung cảnh mà thấy u ám quá. Đấy, mẹ hai anh đào vàng. Bây giờ mình mua thêm mấy anh đào vàng nữa anh em ạ. Mấy anh mỏ nó đào vàng để khai thác vàng trước. Đấy là cái chiến lược của mình. Ấy chà, có thần chết à. Bên mình có thần chết à, anh em. Bên mình có thần chết anh em ơi. Đấy, quân địch lính giáo à, lính giáo khổng lồ à. Quách, mẹ thần chết đâu đâu. Ra chạy ra bắt lính giáo nào. Đấy, các anh em thấy chưa, anh em thấy tiếng thần chết chưa. Đấy, zombie luôn anh em ạ. Mẹ màn này vừa có thần chết vừa có zombie luôn. Quách, lao vào chiến luôn anh em. Đấy, zombie chiến cơ đó mà. Màn này nghe có vẻ là nhàn anh em nhở. Mình được khuyến mãi thêm thần chết zombie đấy. Ô, ông thần chết thì làm sao mà vác nổi thằng lính giáo này. Mẹ ông vác ông chạy như thật cơ. Quách, mày bay màu rồi. Làm sao mà vác nổi lính giáo, ông đã bắt lính giáo rồi cái ông thần chết này chán quá. Đấy, zombie đấy, binh đoàn zombie đang ra đây anh em ơi. Màn này nghe có vẻ nhàn anh em nhở.
mình không biết mình có nên mình mua thêm các chiến binh không, cái kiểu này nếu mà dùng zombie với linh giáo zombie mấy thần chết cũng như thế này là địch có thể là bay màu đấy anh em ạ. Đấy, zombie ném lưu đạn như thế này thì làm sao mà linh giáo chịu nổi hả anh em? Đấy, zombie đấy anh em thấy không? Zombie con mờ mờ đấy anh em. Nhìn cái màn này nó hơi khó nhìn nhưng mà mình nhìn thấy nó lạ và nó hấp dẫn anh em ạ. Anh em thấy không? Đấy, lao vào mẹ phang linh giáo bay màu rồi bị zombie đâm vào phang chết này anh em ơi. Làm sao mà chống nổi nhỉ? Nãy giờ là mình mua cái chiến binh là mình chưa sử dụng thôi anh em ạ. Chỉ có zombie mới tận chết thì là quân địch đã tan tác hết rồi anh em ơi. Đấy, zombie cái đó mà làm sao vừa ném lưu đạn vừa mà cào cấu kiểu đó làm sao mà chịu nổi anh em. Zombie mà cào tượng là nhanh lắm anh em ạ. Đấy, lao vào cào tượng anh em. Ngoài, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Tiếng đá rơi anh em ơi. Đấy, nó có hai ông linh giáo ra rồi. Nãy giờ mình mua nhưng mà mình chưa có cho cái chiến binh của mình chiến đấu nha anh em. Nãy giờ là toàn là phần của zombie và thần chết không anh em ạ. Thấy chưa? Đấy, đội quân của mình vẫn đang đứng dưới này uống nước trà mà anh em ơi. Giờ mới cho lên này anh em. Nãy giờ uống nước trà xem pin nãy giờ rồi thì bây giờ bắt đầu là chiến đấu thôi. Thì nhìn kiểu này thì làm sao mà chống lại được anh em. Đó mày này lao ra. Đấy, thấy zombie của tao chưa? Đấy, này chẳng là chúng này đang cào tượng mà mình chúng ra đây phá anh à. Anh là máu cào tượng mà. Đấy khủng lô lên như thế này thì cần gì đến người khủng lô hả anh em. Đấy, cái màn này là màn của zombie và thần chết nha anh em ơi. Rồi, tiếp tục qua màn nào anh em ơi. Sứ mệnh 344 nha. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và nhớ like và đăng ký kênh. Nếu mà được chia sẻ nữa thì tốt quá anh em ạ. Như vậy thì mình có được nguồn động lực to lớn để mình ra video mỗi ngày cho anh em xem. Rồi, bây giờ tiếp tục nào. Phá hủy tường địch, ai chà. Màn này là màn của zombie rồi anh em ơi. Zombie nó đi từ màn trước qua màn này rồi. Xem nào. Lại phải mua các thợ mỏ đây anh em ạ. Chỉ có thợ mỏ thì mới có nguồn vàng dồi dào để mình mua các chiến binh anh em ơi. Đấy, zombie lên rồi anh em. Chưa gì mà nó lên rồi mà. Cung thủ cỡ này mà. Cung thủ này là cung thủ bất tử nha anh em ơi. Kiếp chu bất tử. Đấy, phang nó đi, bay màu một thằng. Đấy, nghe tiếng kinh nhở. Phang nó đi anh em. Đúng rồi, bay màu hai thằng, bay màu ba thằng, thằng nào lên nó bay luôn. Để cho thêm phần hào hứng thì mình mua thêm mấy cái dìu để cho thầm mỏ đào cho nó có năng lượng anh em ạ. Cho nó nhanh chứ để mấy ông thầm mỏ khều khều này lâu quá anh em ạ. Làm sao có tiền mua cái chiến binh khổng lồ cho anh em ạ. Đấy, một mình kích chu là phá đảo rồi anh em ơi. Đấy, một mình kích chu nó bắn cái đó thì làm sao mà chống được hả anh em. Đấy, thêm hai quân thủ nó ra trợ chiến nó thì làm sao mà chống được. Zombie như thế chứ nhiều hơn nữa thì vẫn có thể là hoàn thành được anh em ạ. Đấy, còn thằng nào ra anh phải cho anh phá nốt nào. Đấy, làm sao mà chống được nhở. Đâu rồi. Bắn nó đi, đúng rồi. Rực rỡ nào anh em ơi, rực rỡ nào. Đấy, còn thằng nào chống không? Thằng nào chống ra đây anh phang nốt nào. Mấy ông chiến sĩ mà cầm lên chạy của nó thì bay màu hết. Làm sao mà phá đảo chắc chỉ bằng cung thôi anh em ạ. Phá đảo bằng các chiến binh cung tên thôi. Mình mua thêm người khổng lồ cho nó thêm phần kịch tính nha anh em. Chạy rồi. Lính giá kiếm sĩ chạy rồi anh em ơi. Giờ chắc lao lên mà đập tường luôn nhưng mà như thế này làm sao quân địch chịu nổi anh em. Chỉ cần không cần tấn công chỉ cần bắn như thế này không là tiêu hao biết bao nhiêu quân của địch rồi anh em. Đấy đập nó luôn khổng lồ, đúng rồi, ra mẹ mày dù đập luôn, đúng rồi, làm sao mà chống được, đúng rồi anh em. Mua thêm phù thủy nữa cho nó ăn máu anh em nhở. Đấy, chạy lên anh em ơi. Đấy, như thế này làm sao mà chống được anh em. Đấy, còn thằng nào ra mày anh kháng nốt nào. Bảy màu hết chưa? Mày ngốc dậy à. Còn thằng nào nữa? Ôi da, vừa qua tấn công mẹ phang luôn anh em ạ. Đấy, như đó để làm sao mà chống được. Còn thằng nào cứ chạy qua như thế này làm sao mà tránh khỏi tên được anh em. Đấy, làm sao mà chống nổi. Thằng nào lên anh phang hết.
mình anh chấp hết rồi. Thằng nào. Đấy, anh em thấy người khổng lồ làm việc hiệu quả quá anh em nhỉ. Mỗi phát đập không là mà zombie bay tung tóe hết anh em ạ. Chỉ cần người khổng lồ thôi là với các chiến binh cung thủ thôi là người đã đây là zombie đã tan tác hết rồi anh em ơi. Bây giờ là đang tiến hành qua là đập tường đây anh em ạ. Màn này thì nghe có vẻ quân địch chống không nổi đây anh em ơi. Mình chơi mấy màn sứ mệnh gần đây thấy nó ít hấp dẫn quá anh em nhỉ. Tại chiến thắng một cách đơn giản quá nên là không có hấp dẫn nữa. Mình sẽ kiếm mấy màn nào khó thế mình chơi cho anh em xem nhá. Anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình sẽ ra video mỗi ngày cho anh em xem. Anh em chỉ việc là đăng ký kênh và like. Nếu mà rực rỡ hơn thì anh em có thể chia sẻ video cho mình là quá là tuyệt vời rồi anh em. Đó, thấy người khổng lồ chưa? Đấy, đập cơn mẹ hai phát mà nó bay hết cả máu như vậy thì làm sao mà chống được hả anh em? Giờ còn tiếp viện thì tầm này nữa anh em. Chưa tung vé rồi giờ tiếp viện nữa mẹ thấy ông giờ là tường sắp đổ rồi vẫn kéo hàng và ra mà đào vàng nữa. Đấy, bay tàu hết rồi. Còn ai nữa đâu? Đấy, khổng lồ lớn nhỏ gì ra cứ bút gì mất mà bay tung vé luôn anh em ạ. Như thế này là bay màu rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video nhé.